Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch này. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễn Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 3 âm lịch. Các chuyên gia tử vi học cảnh báo trong tháng 3 âm lịch này, những gia chủ Quý Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì bản mệnh rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ Quý Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để mình có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn. Sau những biến cố xui xẻo, bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng, thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 3 này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp may mắn giàu có nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Vâng và thưa quý vị, vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 năm 2022 âm lịch nhâm dần ra sao, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi bài phân tích sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, mệnh ngũ hành, trường lưu thủy. Họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời, đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên, người này lại có tâm địa xấu xa, có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng và rất tốt. Tháng này, bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối, biến động. Thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể, các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát. Thời gian này, bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp giáp dương mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong tháng này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở tuổi này chắc chắn, gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố, nên nếu có thể thì hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có, nhớ rằng dĩ hòa, vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần làm việc với các cơ quan chức năng hành pháp nhìn chung sẽ được tiến hành thuận lợi hơn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn tận hưởng tuổi già. Cần cẩn thận với những người mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến tài sản tích góp cả đời bị hao hụt. Đó là điều rất đáng lo ngại. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích nên bình tĩnh và lý trí thì tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì còn có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền khá lớn cho con cháu, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần người tuổi Quý Tỵ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã dần biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải nghe theo mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, đã biết tự lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Cuối tuần gia đình thường có những buổi tập trung cũng là cách để giảm căng thẳng giữa bạn và bạn đời của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Quý Tỵ, trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ.
Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!